Hoàng tử cầu lông Việt Nam gây thương nhớ tại SEA Games 31 là ai? Nhiều người hâm mộ vẫn gọi vận động viên Phạm Hồng Nam là hoàng tử hoặc hot boy của cầu lông Việt Nam. Tại SEA Games 31, Phạm Hồng Nam tham gia thi đấu ở nội dung đồng đội nam và đôi nam. Ngày 20 tháng 5, nam thi đấu trận tứ kết nội dung đôi nam. Phạm Hồng Nam sở hữu gương mặt baby và chiều cao đáng mơ ước 1m83. Mỗi lần nam xuất hiện tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang, nhiều cổ động viên nữ hô to tên và thể hiện sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp trai, phong cách của vận động viên này. Phạm Hồng Nam chia sẻ, nam sinh năm 1996 và bắt đầu tập cầu lông từ năm 11 tuổi, lý do nam đến với cầu lông để rèn luyện sức khỏe. Mục tiêu của tôi tại SEA Games 31 là vượt qua chính mình, trong cuộc sống đời thường, tôi thích đi du lịch, nam cho hay. Nam cho biết thêm, nam đã có người yêu. Người yêu của anh là một nữ chủ shop quần áo ở thành phố Hà Nội, đối với đồng đội, nam cởi mở và thân thiện với mọi người. Anh chàng được xem là hoàng tử của cầu lông Việt Nam còn có khả năng giao tiếp tiếng Anh khá tốt.